kéo vô luôn kìa. Kéo vô nó hút chết giờ. Ôi mình lăng rồi. Rồi Gagat thì sắp lên top rồi anh em. Ok. Đây cam. À, sau là cái băng trụ. Yeah boy. Chết thằng bạn rồi. Bạn tôi mất tốc biến rồi. À level 1 tốc biến rồi. Lâu lắm mới thấy chơi ly hả? Đúng rồi, hơi lâu rồi đó, mấy tiếng rồi đó. Ôi, thế mình thấy con Nire lao lên là đánh, làm mình gọi là bị giật mình, phạt luôn. Nope. Đầu quá anh em ạ, binh mình ra ganh còn hơn là ông để quay to. Chắc bá này ông muốn về. Farm lên 6 đi anh. Đợi đâu. Team này hơi non. Ơ, cái tay áo mình đang bị gì đấy anh em ạ? Nó cứ bị cộ. Hơi chịu xíu. Chim về thính là không phải. Ông chim này hơi non. Ông chim mà không gọi là giữ cái quy lại. Rê thính gì, rê quy lên liên tục mà. Ông chim mà giữ cái quy lại á, ông ấy đốt không ông quy. Nói chung là kiểu làm một combo mà của những người chơi chim hay làm á. Ông ấy không phải là người chuyên chơi chim rồi. Ông ấy chơi cái khác rồi. Phá đi, phá đi. Hai thằng không có tốc biến. Chặn một cái. Ôi ông ấy có tốc biến này. Không thể chết thế thì lên đường rồi. Ông ấy hết tốc biến rồi. Ôi. AV hơi toa anh em ạ. Nhưng mà team lo được nhá. Cú quy của Captain, cú quy của Captain. Ui, cúp nhầm thằng rồi ông giáo ơi. Nope. Đấy, đúp thằng đấy. Đúp nhầm thằng rồi. Chưa con rờ anh em ơi. Thì lại là một câu chuyện chết hai. Đau. Hai rồi. Bỏ game này anh em ơi, game này đánh cho win này. Game sau mình tập trung lại. Hello, từ chưa hồi chiêu nữa. Ngộ thế. Hồi chiêu mà. Thật không? No! Giả đẹp thì anh em biết không? Giả được phương. Ui, à thế. Đi không vô à? Đi hơi nhát nhở? Đi gần sắp 3 đồ rồi mà. Hơi nhát nhở? Đi đánh đứng ngoài không hả anh em? Ai sợ? Chơi được luôn anh em ơi. Chơi anh em buổi tối vui vẻ nha anh em. Này mình đang hơi toang quá cho nên chơi game mình tập trung xíu. Tập trung xong vẫn toang cơ. Dụ ra đánh.
chờ đi, mình chờ đi mình. Đây, Gagat ở trên, Gagat ở trên này. Lên, 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 lên kiếm cân. Hơi lạnh nha, hơi cóng nha anh em. Ui ông kéo vô luôn kìa, kéo vô nó húc chết giờ. Đi đây áo cả, đi đây đâu. Đấy, qua gắt e xuyên con người tôi kìa. Z hả? Không có nói nhiều. Vào cuộc. Hôm nay thì lôi lại xíu. Để ông ấy đúp lên. Ui, hơi ngu. Phải đấy hơi ẩu nha anh em. Sao ẩu nhưng mà cũng chỉ bằng máu thôi. Không ai lời hơn ai cả. Giữ ông đúp cho Lee Sin canh. Chết rồi. Ok, nice sir. Giao lưu cái nào. Con rờ. Chạy thôi. Cần phải tốc biến không nhở? Cái lại trông sợ. Ôi mình toang rồi. Quy tiểu đường luôn rồi. Ảo hay ảo anh em ơi, hay ảo hay ảo. Sao này anh em ơi. Sao Huy tưởng đường cao mình, Huy tưởng ra rồi chứ. Z Ryu rồi, không phải là Faker rồi. Z này Z Ryu rồi. Yeah. Đạt. Đá cú cũng ok. Đá cú bay được mà. Đá cú bay màu con vai luôn. Được em ơi. Ăn con rồng nào.
Dòng hoàng tử, I'm coming. Dòng end game. Dí. Trận đấu không thành công nhưng mà chấp nhận được. Nhiều pha hơi mù mắt. Trận game anh em mày làm pha cuối cùng nào. Lâm Đồng giết bằng được Lulu Lâm Đồng. Giết luôn Huy Tiểu Đường. Giết luôn Huy Tiểu Đường như tôi. Giết luôn Huy Tiểu Đường. Ui.